Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với nội dung video của Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi ngày hôm nay. Nếu anh chị và các bạn đang làm trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa máy photo thì chúng ta biết rằng 80% những lỗi hư hỏng, những sự cố xảy ra trên máy photo trong quá trình vận hành sẽ nằm ở cấu tạo cơ khí, nguyên lý hoạt động, những hao mòn vật tư, những yếu tố chủ quan và khách quan dẫn tới tình trạng những cái ban bệnh mà máy photo của chúng ta gặp phải trong quá trình sử dụng. 20% còn lại sẽ nằm ở những cái trường hợp mà anh chị và các bạn thấy trên cái nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay, đó là những cái mã báo SC, những cái mã báo lỗi của các nhãn hiệu máy khác nhau. Và anh chị và các bạn, như chúng ta đã biết, tại thị trường Việt Nam chúng ta hiện tại đang có rất nhiều hãng máy photo có những cái thị phần khác nhau và có những dòng series và sản phẩm khác nhau phân phối tại thị trường Việt Nam chúng ta. Mỗi hãng lại có những cái mã báo lỗi, những cái mã báo hư hỏng khác nhau. Và cách giải quyết những cái vấn đề mà khi máy photo của các hãng báo lỗi cũng sẽ có cái cách tiếp cận và giải quyết khác nhau. Cái sứ mệnh của Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi là không phải sẽ trợ giúp anh chị và các bạn giải quyết vấn đề đó như thế nào. Sứ mệnh của chúng tôi là trao cho anh chị và các bạn giải pháp, trao cho anh chị và các bạn kiến thức để anh chị và các bạn có thể làm chủ hoàn toàn công nghệ sử dụng và xử lý những cái ban bệnh trong quá trình sử dụng máy photo sẽ gặp phải. Khi máy photo hiển thị màn hình báo mã lỗi, đồng nghĩa với việc máy sẽ treo và không thể vận hành, không thể sử dụng. Và trong trường hợp báo mã lỗi trên màn hình sẽ có hai tình huống xảy ra. Đó là mã báo lỗi báo cho chúng ta biết sự cố ở trường hợp đơn giản. Ví dụ anh chị và các bạn cấp nguồn vào khởi động bằng công tắc chính của máy. Khi nguồn điện không ổn định, máy cũng sẽ ngưng và báo lỗi trên màn hình. Đó là những cái mã lỗi đơn giản. Còn những mã lỗi cụ thể, đó là những hư hỏng cụ thể của phần cấu tạo cơ khí, của phần nguyên lý hoạt động, hay những vật tư linh kiện đã hư hỏng, đã hao mòn, cần phải tiến hành thay thế và sửa chữa. Ngoài ra, mã báo lỗi còn báo cho chúng ta biết máy đang gặp những cái vấn đề về điện áp, về bộ xử lý, về những động cơ linh kiện. Như vậy, làm cách nào để chúng ta phân biệt được và xử lý được triệt để những cái mã báo lỗi? 90% anh chị và các bạn đang làm trong lĩnh vực máy photo chắc chắn sẽ đồng ý với chúng tôi một điều rằng để xử lý những phần chúng ta cảm quan nhìn thấy, đó là xử lý những cái ban bệnh bằng hình ảnh, bằng tiếng kêu, những hiện tượng mà máy photo thể hiện ra cụ thể cho chúng ta thì chúng ta sẽ giải quyết đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng khi gặp trường hợp những cái mã báo lỗi khiến cho máy photo bị treo và không thể sử dụng được, đó là những khó khăn mà chắc chắn rất nhiều anh chị và các bạn đang làm nghề chúng ta sẽ đã ít nhiều trải qua cái quá trình gặp khó khăn như vậy. Mỗi hãng lại có cách vào phần mềm để xóa lỗi khác nhau. Và hiện tại trên thị trường chúng ta có Ricoh, Toshiba, Sharp, Xerox, Konica, vân vân. Như vậy, làm thế nào để anh chị và các bạn có thể làm chủ hoàn toàn và xử lý dứt điểm, hay ít nhất là có thể biết được mã báo lỗi trên màn hình của dòng máy cụ thể nào đó mà anh chị gặp phải đang báo cho anh chị biết máy đang hư hỏng vấn đề gì và cách xử lý ra làm sao? Anh chị và các bạn nếu như gặp khó khăn trong vấn đề làm nghề, hãy liên hệ với chúng tôi, Học viện iCopy Phú Sơn, 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0964 405 366. Hoặc anh chị và các bạn có thể truy cập vào website iCopy.com.vn để nhận những giải pháp chúng tôi trao gửi. Anh chị và các bạn sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ và xử lý tất cả những cái ban bệnh mà máy photo gặp phải. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Học viện iCopy Phú Sơn.